Hello, welcome back to my channel StartsGame.co. Và các bạn cùng mình khám phá từ ngày đầu tiên nha. Slenderilla, The School. Thank you.
số kế vào bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tập kế thứ hai. Và tự cái ma này thì đơn giản hơn, đó là các bạn sẽ đi xung quanh nhà này và tìm tất cả 20 túi tiền. Thành công. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tập thứ ba. Slenderella 2D. Let's go. Thank you.
as well. So I don't mean to sit through, would I? I won't wait, lad. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái game thứ tư là New Chapter 2.
Oh my god. Wow. Ông ta lại ở ngay trong này. Đi đây. Oh.
Oh my god, hình như mình chưa đổ xăng. Wow. À, đổ xăng rồi. Chết rồi, bị lổ rồi. Và ở đây thì các bạn lại phải tìm một con đường khác để chạy thoát khỏi ngôi nhà của bà Granny nào. Wow, ok. Phải đi bằng con đường khác. Và chiếc máy bay này đã không hoạt động được rồi. Chiếc máy bay đã bị hỏng. Ở đây thì nó có ba, tất cả là ba lối thoát. Oh my god. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ 5. Thank you.
Oh my gosh, shut the door. Oh my god. Oh. Không phải tắt hiện rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. How of Slender rồi đi ra. Sẽ lấy một chiếc chìa khóa ở xuống dưới tầng hầm của ngôi nhà này. Thank you.
thấy chưa chiếc chìa khóa vào xuống dưới tầng hầm của ngôi nhà, sau đó thì sẽ tìm kiếm tiếp và tẩu thoát khỏi ngôi nhà. Ok. So, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tầng tiếp theo. Granny Bar. Oh my god, mình ở trong này mà vẫn bị thương. Sẽ bỏ con gấu ở đây. Bởi vì khi lấy con gấu thì con ma nó sẽ báo hiệu. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Slenderina. Giờ xem là mình sẽ chọn quần này đi. Đây như còn một văn phòng, có cả một chiếc máy tính. Sách đầu tiên. Sách thứ 3. Ok,
Ở đây khi đủ 80 sách các bạn sẽ quay về vị trí này. Và nó thì sẽ có một cánh cửa để bạn tẩu thoát khỏi nơi đây. Tiếng kêu nghe rất là rùng rợn. Hai quyển ở trong một căn phòng. Wow. Đó, và các bạn cứ đi xung quanh và tìm tất cả 8 quyển sách, lúc đó thì sẽ quay về vị trí ban đầu và thoát khỏi cánh cửa mà các bạn đã từng vào trong ngôi nhà này. Và nhiệm vụ các bạn đó là tìm tất cả là 8 quyển sách. Ok. Rồi, và mình sẽ phát dừng video tại đây. Và còn lại các bạn trong video tiếp theo.